Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi nói về cái hậu quả thảm thương của việc chống lại vaccine và chống lại các biện pháp phòng ngừa COVID ở khắp nơi mà tôi thu thập những cái nguồn tin ở trên đất Mỹ. Những cái người mà chống vaccine hoặc là chống lại những phương pháp ngừa bệnh lại là nạn nhân của COVID, và họ là nạn nhân và gia đình của họ cũng là nạn nhân và tăng gánh nặng cho xã hội. Chuyện ở Việt Nam thì các anh chị có lẽ biết nhiều hơn, và tôi cung cấp thêm những cái trường hợp trên nước Mỹ, đăng báo trên nước Mỹ từ 2 năm nay. Vắn tắt là những cái người có thái độ hung hãn, tỏ ra là mình có quyền tự do trong trường hợp mà chống lại các biện pháp phòng ngừa COVID này đó, rõ ràng là cái thành phần có hại cho cộng đồng xã hội, không những tổn hại đến sức khỏe của dân chúng mà còn hại đến việc phát triển kinh tế, sẽ đưa đến khó nghèo và ảnh hưởng tương lai sống còn của dân tộc. Bắt đầu các bản tin nhé, từ bản tin gần nhất cho tới bản tin xa nhất. Gần nhất á, là ngày 14 tháng 9, là hôm nay đó, sáng hôm nay đó, thì tôi có đọc cái tin đó là cặp vợ chồng ở tiểu bang California không có chích ngừa, chết vì COVID, bỏ lại 5 đứa con thơ, gồm cái đứa chưa có đặt tên. Thì cái cặp vợ chồng trẻ này, cái ông chồng là 39 tuổi, tên là Daniel Marcia. Anh này làm thầy giáo, dạy học sinh cấp 2 tại trường Jehu ở Compton, California. Còn người vợ đó là 37 tuổi, tên là Davie Marcia, y tá tại trung tâm y tế Kaiser Permanente Fontana. Hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Đi du lịch vào đầu tháng 8. Sau khi về đây thì cả gia đình bị dương tính, thì các cháu nhỏ phục hồi nhanh chóng. Thì lúc đó thì cô chưa có sanh cái bụng bầu. Thì các triệu chứng của cha mẹ thì càng ngày càng tồi tệ. Và cuối cùng thì người ta đưa vào bệnh viện và được chăm sóc đặc biệt. Ở hai vợ chồng ở cách nhau một vài phòng và mất cách nhau chưa đầy một tuần lễ. Đấy, đó là trường hợp rất là thảm thương. Em bé mới sinh ra thì người mẹ trẻ chưa có kịp thấy mặt, em bé cũng chưa có đặt tên. Thì hiện giờ mấy tụi nhỏ đó, bà ngoại, bà nội, bà ngoại gì nuôi, cũng chưa biết cái tương lai như thế nào, chứ ông bà không thể nào gánh hết 5 đứa, thì e rằng tương lai nó cũng rất là tối tăm. Trường hợp thứ hai đó là có một cái cô này, cổ cũng không có chích ngừa, và trước khi cô chết đó, thì cổ nhắn lại với mọi người đừng có lặp lại cái sai lầm của cổ. Cổ nói tôi đáng lẽ tôi không nên chần chừ, không nên đợi như vậy. Cái cô đó tên là Megan Alexandra Blankenbuehler. Cô nói rằng những người theo dõi cô lâu nay đã đừng phạm phải sai lầm mà cô đã sai lầm, là chần chờ không có tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cái điều này á, cuối cùng cô đã phải trả giá bằng mạng sống của cô. Cô Megan Alexandra Blankenbuehler bị ốm trước khi cô có thể tiêm vaccine. Cô đã dành những ngày cuối cùng của mình trong bệnh viện để cố gắng giúp những người khác tránh khỏi sai lầm tương tự. Trường hợp thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2021, tức là mới cái đầu tháng 9 này thôi, thì một bộ ba những người dẫn chương trình radio bảo thủ đã chết vì COVID. Liệu cái chết của họ có làm thay đổi việc chống vaccine hay không? Thì cái bài này đăng trên cái tờ báo NBC News. Người đầu tiên là Dick Farrell, kế đó là Phil Valentine, và gần nhất là Mark Benioff. Chúng ta thấy cái hình đây. Chỉ trong vòng một tháng qua thôi, ba người dẫn chương trình đài phát thanh bảo thủ vừa kể tên đó, tất cả đều là những người chỉ trích những cái nỗ lực tiêm chủng của quốc gia. Họ đều không được tiêm chủng và đã chết sau khi bị dính COVID. Rồi cái chuyện thứ tư đó là ngày 31 tháng 8, tức là mới cuối tháng rồi đó, là ông này là Robert David Steele, cựu sĩ quan CIA và nhà lý thuyết âm mưu, đã gọi đại dịch COVID này là trò lừa bịp. Ông đó đã chết vì COVID. Ông rất là cứng đầu, mà khi mà ông đã bị bệnh rồi, đã nằm trong cái phòng thở rồi, máy thở rồi, ông còn chụp cái hình mà ông đăng bức ảnh của ông chụp ông trên nằm trên giường thở nữa. Rồi ông đăng cái bài, đăng cái blog cuối cùng của ông, mà ông tiếp tục, ông nói là COVID là một trò lừa bịp nữa chứ.
chưa thấy trên đời này có cái ông nào mà cứng đầu mà như thế đó mà bây giờ ông chết rồi. Đó. Thì ông đó là cựu sĩ quan CIA, ông tự nhận là người đầu tiên gọi COVID là trò lừa bịp. Đó. Thì ông là cựu binh của quân đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là người ủng hộ QAnon, là một trong những cái đảng mà ủng hộ ông Tổng thống Trump đó. Ông này đã quảng bá một số thuyết âm mưu, trong đó có một thuyết cho rằng COVID-19 là một trò lừa bịp. Ông cũng thúc đẩy một chiến dịch chống tiêm chủng nữa. Đó. Thì bây giờ ông chết beo rồi, nhưng mà trước khi chết ông còn cứng đầu nữa, ông còn nói là COVID là một trò lừa bịp nữa. Hết chuyện nói. Đây là cái mặt ông này. Đây cái trường hợp thứ 5, vào ngày 3 tháng 9, người chống vaccine biến thành người ủng hộ vaccine sau khi người chồng chết vì COVID-19, tức là hai vợ chồng lúc đó chống, nhưng mà sau khi ông chồng chết rồi thì cái người vợ trở thành ủng hộ chích vaccine. Cô Christina Lo, 32 tuổi, đã mất cái người yêu và mất cái người cha của các con mình vì COVID cách đây chưa đầy một tuần. Đó là một cái chết mà cô tin rằng có thể ngăn ngừa được nếu mà chích vaccine. Cô ấy nói là tôi chỉ luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi. Cô Lô nói, chúng tôi còn trẻ, chúng tôi khỏe mạnh và rồi điều đó sẽ xảy ra với chúng tôi. Và sau đó bạn bắt đầu hối tiếc. Cô Lô và chồng của cô là Mikhail đều kiên quyết chống lại vaccine COVID, tức là cho đến khi anh ấy nằm chết trên giường bệnh. Một câu chuyện kế, một câu chuyện thứ 6 là cũng cuối tháng 8, 29 tháng 8 năm 2021. Thì người dẫn chương trình phát thanh Florida, ở tiểu bang Florida, tự xưng là người chống vaccine. Người đó đã chết vì COVID-19. Người dẫn chương trình rất là bảo thủ này ở tiểu bang Florida đã chỉ trích các nỗ lực tiêm chủng vaccine và tự gọi mình là Mr. Anti-Vax. Trước khi dính COVID-19, bản thân ông đã qua đời. Đài của ông cho biết hôm thứ Bảy. Ông đầy tên là Bernier. Ông khi Bernier phải nhập viện vì COVID-19 3 tuần trước thì giám đốc điều hành đài WNDB là Mark McKinney nói với truyền thông địa phương rằng nếu bạn đã nghe chương trình của anh ấy, bạn đã nghe anh ấy chống vaccine đến như thế nào. Câu chuyện thứ 7, ngày 28 tháng 8 năm 2021, những người không chích vaccine dễ bị nhiễm bệnh dịch, ảnh hưởng xã hội ra sao? Dịch COVID-19 tại Mỹ tồi tệ hơn năm 2020, dù 50% dân số tiêm phòng đầy đủ. Còn lại 50% không có tiêm phòng thì cũng vẫn làm cho xã hội điêu đứng. Lần đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 2021, nước Mỹ ghi nhận hơn 100.000 người phải nhập viện do COVID-19. Các nhân viên y tế cho biết như vậy, phải tiếp tục vật lộn để điều trị làn sóng bệnh nhân tăng đột biến. Biến thể Delta là một yếu tố lớn đã làm thay đổi cuộc chơi. Bây giờ dù cho một nửa dân chúng đã được tiêm chủng nhưng số người nhập viện lại cao hơn. Câu chuyện thứ 8, ngày 26 tháng 8 năm 2021. Còn bao nhiêu lý do nữa để tiêm vaccine phòng COVID-19? 6 người trong số họ, ở đây là trong số họ là chắc là họ muốn nói là những người đi biểu tình cái ngày này, đã chết. Thì trong cái ngày này đó, là cái bài báo này đăng nó chia ra làm 6 mục. Cái mục thứ nhất là họ nói là cái bài báo trên Arizona Republic của Stephanie Innes hôm thứ Ba đăng rằng hai người khỏe mạnh trước đây ở độ tuổi 20 đã chết vì COVID-19 tại trung tâm y tế Valleywise Health ở Phoenix. Phoenix là ở cái tiểu bang Arizona đó. Vào cuối tuần qua, các quan chức xác nhận hôm thứ Tư, cả hai thanh niên đã chết đều không được tiêm phòng. Đấy. Rồi cái mục thứ hai trong cái ngày đó là đã quá muộn cho hai người dẫn chương trình phát thanh chê bai vaccine. Tuần trước một người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ từ Nashville tên là Phil Valentine đã chết vì COVID-19. Anh ta đã chế nhạo việc cưỡng bách tiêm chủng và đeo mặt nạ, thậm chí có thời điểm còn viết và trình diễn một bản nhại bài hát Taxman của The Beatles mà ông ta gọi là Vaxman, làm sáng tỏ việc tiêm chủng cứu người. Anh ấy nói tôi rất là ít nguy cơ bị nhiễm COVID, mà nếu có dính đi nữa tôi cũng không phải chết.
tại sao tôi phải liều mạng? Nếu mà tôi chích tôi có thể bị liều mạng, bị đau tim hoặc là bị tê liệt. Đấy. Sau khi anh ấy mắc bệnh rồi đó thì anh ấy đã thay đổi ý định và kêu gọi mọi người nên đi tiêm phòng. Đã quá muộn đối với anh ta. Đó. Cái bài báo đó cũng có một cái mục thứ ba là có một câu chuyện tương tự về một người dẫn chương trình phát thanh khác. Nhân vật của chương trình phát thanh cánh hữu là Dick Farrell, người làm việc ở Florida, cũng chết vì Covid-19. Ông ta đã kêu gọi những thính giả của mình là không nên chích vaccine. Ông ta gọi tiến sĩ Anthony Fauci đó, là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ưu việt của đất nước Mỹ đó, là một kẻ điên cuồng nói dối, lừa dối quyền lực, âm mưu quyền lực. Khi mà ông ta mắc bệnh đó, ông Farrell cũng bảo những người thân thiết đi tiêm phòng một lần nữa, cũng là quá muộn đối với anh ta. Thì cũng ngày đó, cái mục thứ 4 trong bài báo đó là một bài học cho cặp cha mẹ rằng virus không quan tâm đến chính trị. Sau đó có những câu chuyện tương tự như của cặp vợ chồng ở Houston bị thuyết phục bởi tuyên truyền chống vaccine trên Internet, không tiêm vaccine cho bản thân và cho cả 4 đứa con của họ luôn. Cả gia đình đã cùng nhau đi cắm trại do nhà thờ tổ chức vào tháng 6. Cả gia đình đều bị nhiễm Covid-19. Người cha là Rodriguez, Lawrence Rodriguez, 49 tuổi, chết trước. Người vợ Lydia Rodriguez, 42 tuổi, qua đời sau chồng 2 tuần. Một người anh họ của Lydia nói với các phóng viên rằng họ đã hỏi bác sĩ của họ để tiêm vaccine trong bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Đi vào bệnh viện rồi thì đâu có còn được chích nữa. Khi mà bị dính Covid rồi thì chúng ta không thể nào chích thuốc ngừa được. Cô cho biết thêm, trước khi đặt máy thở, Lydia đã nhờ người thân đưa con đi tiêm phòng. Cô ấy nói, chúng tôi hành động như là Covid-19 liên quan đến chính trị. Cô tưởng rằng quan điểm chính trị có thể bảo vệ khỏi bệnh tật, nhưng mà nó không, không thể nào như vậy. Và cái mục thứ 5, cái chuyện này hay lắm, là có một luật sư, ông này rất là quan trọng. Ông đang chiến đấu cho cái mạng sống của ông. Đó là luật sư John Pierce. Tại sao ông quan trọng? Cái ông này đó là ông tạo được cái tên tuổi của ông bằng cách ông bảo vệ những cái kẻ mà gây bạo loạn cuộc nổi dậy ngày 6 tháng Giêng ở Điện Capitol vừa qua đó, ở Mỹ đó. Ông đã kịch liệt chống lại vaccine và ông có những cái câu tuyết như thế này nè. Ông nói là toàn bộ lính dù đó, số 82 không thể khiến tôi tiếp nhận một loại vaccine thử nghiệm của chính phủ trong cánh tay của tôi. Và toàn bộ điều này thật sự là quá nực cười vào thời điểm này. Bỏ mặt nạ ra và sống cuộc đời của bạn đi. Chúng ta là người Mỹ mà. Tôi thậm chí không thể tin rằng điều này phải được nói ra nữa. Nếu bạn muốn làm gì đó đối với Covid á, thì hãy yêu cầu dân biểu của họ, của bạn đó, phải hành động và tuyên chiến với cái đảng Cộng sản Trung Quốc đi. Đấy, ông cứ lái sang cái vấn đề chính trị. Khi ông Pierce này, ông luật sư Pierce này không xuất hiện trước tòa gần đây để bào chữa cho một kẻ bạo loạn ở Capitol mà anh ta đang đại diện đó, thì một cái đồng nghiệp của anh ta nói với thẩm phán rằng ông Pierce đang ở trong bệnh viện, chúng tôi tin rằng ông bị Covid-19 trên một máy thở và không có phản ứng gì cả. Thì các phòng ICU trong bệnh viện của chúng tôi một lần nữa lấp đầy những người như anh ấy. Và cái mục số 6 của cái bài báo ngày đó là nãy giờ là xem ngày này, ngày 26 tháng 8 đó. Thì cái mục 6 này là tại Phoenix, nơi 20 người chết vì Covid vào cuối tuần qua, tiến sĩ Michael White, giám đốc y tế tại Trung tâm Y tế Sức khỏe Valley Wise ở Phoenix cho biết tất cả các bệnh nhân hiện nay tại Trung tâm Y tế Valley Wise Health đều không hoàn toàn đã được chủng ngừa. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc nhận vaccine nếu bạn có thể dùng nó. Câu chuyện thứ 9. Ngày 13 tháng 8, những lãnh đạo phản đối các biện pháp chống dịch. Đảng Cộng Hòa nguy cơ thành tội đồ vì chủng Delta, vì cái biến thể Delta. Một tháng trước, hàng loạt thống đốc Đảng Cộng Hòa đang gây gắt phản đối các hạn chế chống dịch tại bang mình. Trước khi Covid-19 lan ra như cháy rừng, thì thống đốc Florida là Ron DeSantis ký sắc lệnh hành pháp ngăn các trường học bắt buộc học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp, trong khi tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 của tiểu bang Florida đã vượt qua mức tồi tệ nhất
của năm 2020. Đây có khác gì là tội giết người đâu. Câu chuyện thứ 10, ngày 10 tháng 8 năm 2021, chết không kịp ngáp. Đám truyền thông thổ tả chống đeo khẩu trang, chống chích vaccine bị quả báo. Mùa Covid này chứng minh hai điều là: thứ nhất là Thiên Chúa không có thật, không nghe ai cầu xin, không giúp đỡ ai. Thứ hai là thuyết nhân quả, khẩu nghiệp của nhà Phật được chứng minh rất là hùng hồn. Câu chuyện thứ 11, ngày 6 tháng 8 năm 2021, viên chức đảng Cộng Hòa ở Texas đã chế nhạo Covid 5 ngày trước khi anh ta chết vì virus. Ông đó là tên là Scott Apley, 45 tuổi, qua đời tại một bệnh viện địa phương vào khoảng 3 giờ sáng hôm thứ Tư. Anh ta được đưa vào bệnh viện ở Galveston vào Chủ nhật với các triệu chứng giống như là viêm phổi và được nối với một máy thở khi tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ. Gia đình cho biết vợ anh cũng bị nhiễm bệnh luôn. Ngày câu chuyện thứ 12, ngày 5 tháng 8 năm 2021, lời cuối của lực sĩ từ chối tiêm chủng. Đó là ông John Iyer, một lực sĩ thể hình, 42 tuổi, ước rằng mình chịu nghe lời khuyên tiêm chủng trước khi trở nặng và qua đời vì Covid-19. Jenny McCann, em gái của Iyer, đã chia sẻ lại cái chết đau lòng của anh trai như một lời cảnh tỉnh với những người còn ngần ngại vaccine Covid-19. Ngày 10 tháng 11 năm 2020, mục sư giảng phúc âm trên truyền hình đổ lỗi cho đại dịch là tội gian dâm. Ông nói đã chết vì coronavirus. Không biết ông có gian dâm không mà ông cũng chết. Thì đông đó là mục sư Irvin Baxter, người xuất hiện trong chương trình truyền hình Cơ Đốc giáo tên là End of the Age, tức là tận cùng của thời đại, đã qua đời vì căn bệnh này vào thứ Ba tuần trước. Nhà truyền giáo bảo thủ này gây tranh cãi. Ông ủng hộ Donald Trump, ông bác bỏ nguồn gốc khoa học về đại dịch. Vào tháng 3, mục sư Baxter tuyên bố rằng cái gọi là lối sống tội lỗi như là quan hệ tình dục trước hôn nhân hay là giao hợp giữa những người cùng giới tính đã gây ra Covid-19. Ông đã qua đời vì Covid-19 ở tuổi 75, vài tháng sau khi ông ta đưa ra các tuyên bố đó. Xin hết, và quý vị nên sốt sắng cổ động tuyên truyền phải đi chích vaccine. Chào quý vị.